Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Đông của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước lũ, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi hôm qua kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập vào phía Trung Quốc, mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời rơi xuống, làm cho tất cả các cung đường ở thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao tầng từ 6 đến 7 tầng đều bị ngập chìm trong biển nước lũ. Bây giờ đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ đen tối đang xảy ra đối với cả phía Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ thế giới. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc ngày một tồi tệ hơn khi hôm nay là ngày thứ 36, Trung Quốc chưa biết tới ánh sáng của mặt trời. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía đông cùng phía nam của phía Trung Quốc, làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện, đường, trường, trạm thì bị phong tỏa, tất cả các khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần động đất xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc, cũng là siêu đập lớn nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của phía chính quyền ông Tập Cận Bình, khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc đại lục. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết thì lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới 500-600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Theo ước tính, khoảng 1.000 năm nay Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta cho rằng ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ, giống như việc phía Trung Quốc đã cướp đi Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một cái thông tin vô cùng buồn cho phía Trung Quốc, khi cơn bão số 13, 14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới, Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền ông Tập Cận Bình, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới, bởi vì Trung Quốc đang mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu khó khăn khi mưa to, gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong 36 ngày đêm qua. Vậy vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến như vậy, trong khi các nước xung quanh Trung Quốc như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn bão nào? Thì xin thưa với quý vị rằng, như từ trước chúng tôi đã thông báo thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp những điều nhân quả báo ứng là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc, cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh thành như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất phát từ nhiều nguyên nhân và lý do, tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang qua sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hồng để bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là do hậu quả xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng nước, làm cho các nước vùng hạ lưu như Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại dòng nước sông Mekong. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày hôm qua là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu trên thế giới cho biết tất cả là do những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra. Đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện, đường, trường, trạm không được hài hòa. Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc. Các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở nhiều tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và vùng trũng thấp và nhiều núi.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa như chút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện các vấn đề môi trường ở Bắc Kinh nói rằng, việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng, trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột nên các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này vừa mới xây xong cho nên nó không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng nước ở thượng nguồn bị phá ra và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao khi mà mưa to, gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, có một cái thông tin mà hôm nay chúng tôi mới cập nhật từ tờ báo Bắc Kinh cũng liên quan tới Trung Quốc, đó là căng thẳng ở vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ. Cho nên, chính quyền ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm ở Tây Tạng. Được biết, Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất của phía Trung Quốc, giáp danh với cả Ấn Độ. Nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ ở giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội của New Delhi. Trung Quốc đang cho kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 146 tỷ đô la Mỹ và đầu tư cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới, trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay hôm qua, ông Tập Cận Bình đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện, đường, trường, trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ. Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực này để chống lại Ấn Độ, bởi trong một vài tuần tới, nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập cho biết rằng một số dự án cơ sở hạ tầng lớn ở các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời, trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch về hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng với thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho biết Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng là để cho vùng này bớt căng thẳng với cả Ấn Độ, vì trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ, Bắc Kinh. Thưa quý vị, phóng viên của China Metro Chronicle News đưa tin rằng ngày 14, Cục Khí tượng quận Haiyuan của khu tự trị Ninh Hạ Huy đã nhận được báo cáo từ một người cung cấp thông tin thời tiết rằng một vết nứt trên mặt đất đã xảy ra ở làng Xiaonuan cách quận lỵ 37 km ở thị trấn Kaowa, huyện Hải Nguyên. Cục đã nhanh chóng tổ chức nhân viên phục vụ khẩn trương đến hiện trường để điều tra, đồng thời liên lạc và phân tích kịp thời với bộ phận động đất. Theo phân tích sơ bộ của các chuyên gia, làng Xiaonuan nằm trên vùng đứt gãy sau trận động đất Hải Nguyên, khoảng 100 mét dưới lòng đất là bùn lầy. Sau hơn 40 năm thăm dò địa chất, độ cao của làng Xiaonuan đã giảm gần 4 mét. Lần này xuất hiện vết nứt trên mặt đất quy mô lớn do ảnh hưởng của dòng chảy trên núi do lượng mưa lớn hình thành. Một phần nước lũ chảy qua vết nứt ban đầu và chảy xuống lòng đất, dẫn đến mặt đất xuất hiện vết nứt và sụt lún quy mô lớn. Trong quá trình điều tra, nhân viên dịch vụ của Cục Khí tượng huyện Hải Nguyên cũng đã giải thích kiến thức về phòng chống thiên tai, khí tượng cho người dân địa phương và đưa ra các đề xuất, ra quyết định cho chính quyền quận. Động đất ở quận Liandian, Kangding. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra ở quận Liandian, Kangding. Tân Hoa Xã Bắc Kinh cho biết, vào lúc 23 giờ 43 phút ngày 15 vừa qua theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại huyện Liandian, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, với tâm chấn ở độ sâu 46,9 độ vĩ Bắc, 125,0 độ kinh Đông. Tâm chấn nằm cách thành phố Đại Khánh 33 km về phía Bắc, cách huyện Liandian 33 km, cách thành phố Kikiha khoảng 90 km và cách thành phố Cáp Nhĩ Tân khoảng 180 km. Theo thông tin sơ bộ, Đại Khánh, Kikiha, Cáp Nhĩ Tân và những nơi khác cảm nhận có rung chuyển. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo cho biết, vào ngày 15, sau một ngày làm việc rất mệt mỏi, tôi xem TV lúc 10 giờ và sau đó tôi viết blog trên mạng. Hôm qua, tôi rất hạnh phúc vì có gần 600 lượt truy cập mỗi ngày. Ban đầu, tôi muốn đi ngủ lúc 0 giờ 0 phút vì quá mệt mỏi. Nhưng đến 23 giờ 43 phút, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình run lên. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là ảo giác của sự mệt mỏi, nhưng sau đó tôi không thấy nữa.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt của các tấm thép trong tòa nhà như thể nó sắp gãy. Gia đình tôi sống ở khu dân cư cao tầng nổi tiếng nhất thành phố Đại Khánh. Đó là một tòa nhà cấp quốc gia. Sau đó tôi nhận ra đó là động đất. Tôi vội gọi cho bố mẹ vì lúc đó hầu hết mọi người đều đang ngủ. Khi chúng tôi chạy, hàng xóm không chạy theo chúng tôi mà bấm chuông gọi cửa nhà dân bên cạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy bây giờ trận động đất đầu tiên đã xảy ra đã không còn nữa. Dư chấn tiếp theo chắc chắn sẽ không đến ngay nên tâm lý mọi người rất ổn định, đều đi xuống lầu một cách ổn định và có trật tự. Nói không ngoa rằng hơn 10.000 người đã tập trung lại sau 12 giờ đêm. Tôi dường như không hoảng sợ nhưng tôi bối rối về cường độ của trận động đất, liệu sẽ có dư chấn hay không. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.